Chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình Python bằng sử dụng công cụ của Google, đó chính là CodeLab. Ok, thì như các bạn đã thấy trên màn hình, đây chính là cái app mà nó cung cấp các kiến thức, cung cấp các bài học về đại khái về nhiều ngôn ngữ, trong đấy có thằng Python. Thì trong cái khóa học Python thì sẽ có 59 bài. Đấy, thì ở video trước mình cũng hướng dẫn các bạn là học cái bài đầu tiên rồi, đó chính là viết chương trình Hello World trong Python. Đó, thì link app mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Link tải app mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Ok, thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tiếp theo, đó chính là cái tính tổng cơ bản. Đấy, tính tổng cơ bản. Đấy, tính tổng cơ bản trên Python. Đó. Thì ở đây thì đầu tiên nhá, đầu tiên đây mình sẽ tạo ra một đoạn mã mới nữa đi. À đâu, không 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 không, xóa đi. Mình tạo ra một cái văn bản nữa. Mình sẽ ghi là bài 2 nhá. Thôi, mình sẽ ghi là bài số 3 cho nó giống với cái giáo trình ở bên này. Đấy, giáo trình bên này là bài số 3. Đấy, ok chưa? Đây, giáo trình này là bài thứ 3. Tính tổng hai số. Bài số 3. Tính tổng hai số. Thực ra thì bài số 2 nó cũng chỉ là bài tập của cái phần 1 thôi. Đấy, mình đoán là mình nghĩ là các bạn cũng hoàn toàn có thể làm được. Đó, nó chỉ là bài tập thôi. Tính tổng hai số. Hai số, ok. Rồi, enter. Rồi, tiếp theo mình sẽ thêm một đoạn mã nữa. Ok, thì là theo cái nội dung bài học đây thì là sẽ viết chương trình hiển thị tổng của hai cái số là 3273 và 2282. Ok, thì trong trong cái app này mình cũng hướng dẫn đại khái là hướng dẫn chi tiết nhất rồi. Đó, ví dụ ở đây nhá, mình sẽ hiển thị cái tổng của số 15 và số 12 này. Đó, thì mình sẽ dùng câu lệnh là print 12 cộng 15. Đó. Rồi, sau đó mình bấm nhấn Ctrl Enter hoặc bấm Run để chạy chương trình nhá. Đó. Rồi các bạn đợi một chút nhé, nó đang chạy như đâu. Ok, nó sẽ ra hiển thị ra số 27. Ok, có một lưu ý một chút, đó có một lưu ý một chút nữa là nếu như mà các bạn viết như thế này. Đấy, 12 à, cộng 15 này. Đấy, cộng 15. Nếu các bạn viết như này mà các bạn muốn chạy thì đơn giản thôi, chương trình nó sẽ hiểu đây là một cái chuỗi và nó hiển thị ra một cái chuỗi chứ nó không hiển thị ra cái kết quả tổng của cái số 12 và 15. Ok. Thì để hiển thị còn để hiển đây là hiển thị còn để hiển thị ra, ví dụ mình muốn hiển thị ra thêm là cái 12 cộng 15 này bằng bao nhiêu đấy chẳng hạn, đấy bằng bao nhiêu chẳng hạn, thì mình ở đây mình sẽ phẩy phát đấy, mình sẽ mở ngoặc ra 12 cộng 15 đó, rồi Ctrl Enter đấy, thì lúc này nó sẽ hiển thị ra, nó sẽ tính ra cái phép tính ở trong ngoặc cho mình, rồi sau đó sẽ nối tiếp với cái chuỗi này của mình đó. Ok chưa? Đó thì các bạn sẽ hiển thị ra được được cái chuỗi cái phép tính và cũng như là cái chuỗi của các bạn. Ok, thì cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thôi. Đấy, thì nó ngoại trừ các phép tổng ra thì nó cũng có phép tổng có hiệu, ngoại trừ phép tổng nó cũng có phép là phép hiệu này, phép nhân này, hay phép chia này, hay phép chia phần trăm. Ok, thì ví dụ như ở đây mình muốn hiển thị ra đầu tiên này, print này, mình hiển thị ra tổng, hiển thị ra theo đúng đề bài đi, 3273 đấy, cộng với 2282 đấy, sẽ ra tổng bằng bao nhiêu. Ok, xin phép các bạn là mình sẽ copy một chút đấy, mình copy một chút, mình sẽ cho nó ra vào hiển thị một cái chuỗi trước đấy, xong lấy xong thì mình sẽ hiển thị, mình sẽ tính tổng của nó và hiển thị ở đây đấy. Rồi lại bấm run này, đó thì ra sẽ ra là 555 đó, các bạn có thể lấy máy tính các bạn tính thử đấy. Rồi sau đấy nhá, rồi sau đấy này mình muốn hiển thị print t hiển thị cái chuỗi là 3273 đó, mà trừ đi 2282 đấy sẽ bằng
Đấy, phẩy một cái này, mở ngoặc ra này. 3.273 3 trừ đi 200 2.282. Đó. Rồi này, tiếp đến nữa này, mình xin phép mình copy nhá. Mình sẽ copy, mình căn chân C, rồi mình paste căn chân V, căn chân V. Đó thì sẽ hiển thị ở đây, tiếp theo là phép nhân này. Đấy, thì ở đây mình sẽ thay bằng dấu nhân và dấu sao ấy. Đó. Rồi tiếp đến nữa là phép chia. Phép chia để có hai trường hợp. Đấy, phép chia lại có hai trường hợp. Một là chia lấy phần nguyên và một là chia lấy phần dư. Thì đầu tiên mình sẽ hiển thị phần nguyên và còn phần này thì mình hiển thị ra phần dư. Đó, ok. Rồi, xong mình bấm run này. Các bạn hoàn toàn thể bấm run trên này nhá. Đấy. Đó thì nó sẽ hiển thị ra được như thế này cho các bạn. Đầu tiên là kết quả hiệu tổng là 5.500 này, hiệu là 991 này. Nhân nó sẽ ra một con số khá to đấy, nó chia thì ra 1,4. Còn chia lấy phần dư thì ra 991. Ok, các bạn hoàn toàn có thể dùng các ngôn ngữ khác hoặc là đây nó ra luôn này. À, đây là kết quả số hơi bé, hay số hơi bé. Ok. Đấy. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy máy tính ra, các bạn tính ra nó sẽ hiển thị ra đúng kết quả như này. Ok. Đó. Thì bài học này của mình đến đây là kết thúc. Đấy. Mong các bạn sẽ ủng hộ cái session, cái danh sách video đấy, đâu là cái danh sách video này đấy, bằng cách nhấn like và nhấn share. Nếu các bạn thấy mình giảng nhanh quá hay là có thắc mắc gì, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình đấy. Thì khi mà có nhiều comment ấy thì mình sẽ tổng hợp lại một video và mình sẽ trả lời cho các bạn. Ok, chào các bạn.